đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7, tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã khiến cả nước Mỹ sững sờ khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Biden cho biết được phục vụ với tư cách tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi từ bỏ và tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho đảng của tôi và đất nước. Trong tuyên bố tiếp theo, ông Biden ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Quyết định của Tổng thống Biden được đưa ra 4 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Những người nổi tiếng đã nhanh chóng phản ứng với tin tức này. Nhiều ngôi sao nổi tiếng dành lời tri ân cho Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Bên cạnh đó, các ngôi sao cũng tỏ ra hào hức trước sự thay thế của bà Kamala Harris. Cựu Tổng thống Barack Obama chia sẻ trên mạng xã hội X, Joe Biden là một trong những Tổng thống có ảnh hưởng nhất của nước Mỹ, cũng như là một người bạn và đối tác thân thiết của tôi. Hôm nay chúng ta cũng được nhắc nhở một lần nữa rằng ông ấy là người yêu nước ở cấp độ cao nhất. Diễn viên Star Trek, George Takei, bày tỏ trên mạng xã hội X: "Tôi muốn vinh danh tổng thống của chúng ta, ông Joe Biden. Ông ấy đã phục vụ đất nước một cách đáng ngưỡng mộ trong nhiều thập kỷ. Ông ấy là người đàn ông tử tế, đáng kính, là một tổng thống vô cùng thành công và là người yêu nước." Bây giờ chúng ta hãy đoàn kết đằng sau Kamala Harris và đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11. Ngôi sao Star Wars Mark Hamill viết, Joe Biden có thành tựu mà không có tổng thống nào trong thời đại chúng ta có thể sánh bằng. Ông đã khôi phục lại sự trung thực, phẩm giá và liêm chính cho Nhà Trắng sau 4 năm dối trá, tội phạm, bê bối và hỗn loạn. Danh ca thắng giải Oscar, Barbara, Sergei San, tôn vinh ông Biden. Joe Biden sẽ đi vào lịch sử như một người đàn ông đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiệm kỳ 4 năm của mình. Chúng ta nên biết ơn vì ông đã bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Nam diễn viên hài John Stewart gọi tổng thống Mỹ đương nhiệm là huyền thoại. Mỹ nhân da màu Uzo, Azuba và nữ chính Sabrzina, cô phù thủy nhỏ Melissa Joan Hart dành lời cảm ơn cho vị lãnh đạo đất nước không nhắc đến ông Biden, KGB tỏ ra phấn khích khi bà Harris gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo nữ rapper, cô từng dự đoán Phó Tổng thống Mỹ là ứng cử viên của năm 2024. Ariana Grande cũng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với bà Harris bằng cách chia sẻ bài đăng của ông Biden về nữ chính trị gia trên Instagram Story. Diễn viên hài Russell Brand, chồng cũ của Katy Perry, cũng nằm trong danh sách người nổi tiếng tán thành bà Harris ra tranh cử. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, phó tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với tổng thống Joe Biden, người trước đó đã rút khỏi đề cử ứng cử viên của Đảng Dân chủ ra tranh cử. Ông Donald Trump đã đưa ra nhận định với kênh truyền hình CNN ngay sau khi ông Joe Biden công bố quyết định của mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 7 đã tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thay ông lãnh đạo trọng trách đối đầu với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Ngay sau đó, trong một tuyên bố bằng văn bản đăng tải trên mạng xã hội X, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của tổng thống và cảm ơn ông Joe Biden vì nhiều thập kỷ ông đã phục vụ cho nước Mỹ. Theo giới quan sát, quyết định trên là kết thúc đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông Joe Biden. Ông Joe Biden đã phải đối mặt với những nghi ngờ ngày càng gia tăng về cơ hội tái đắc cử của mình sau màn thể hiện có phần yếu thế và không chắc chắn trong cuộc tranh luận trên truyền hình với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử những tuần gần đây, ông Donald Trump và một số đồng minh của ông đã tiến hành các cuộc tấn công chính trị nhằm vào bà Kamala Harris trong bối cảnh tin đồn bà có thể thay thế ông Joe Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. cảnh sát bang California đã giữ một người đàn ông bị cáo buộc có lời đe dọa trên mạng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thượng nghị sĩ j Vance. Theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Jupiter thuộc bang California, nghi phạm Michael M. Wisman đã bị giữ hôm 19 tháng 7 với cáo buộc đăng bài viết đe dọa giết người trên mạng xã hội. Sở Cảnh sát Jupiter cho hay họ đã phát hiện Wisman đã đưa ra nhiều lời đe dọa chống lại ông Trump và ông Vance trên tài khoản mạng Facebook cá nhân nghi phạm cũng bị cáo buộc đưa ra những lời đe dọa làm tổn hại thân thế của các thành viên trong gia đình ông Trump và ông Vance. Tờ Newsweek đưa tin, trước khi bắt Wisman, Sở Cảnh sát Jupiter đã phối hợp với Sở Mật vụ Mỹ và Văn phòng Công tố viên quận Palm Beach trong quá trình điều tra nghi phạm. Thông tin được công bố chỉ sau chưa đầy một tuần, ông Trump bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler thuộc bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Cựu Tổng thống Mỹ đã bị thương ở tay phải vụ nổ súng còn cướp đi sinh mạng của một người có mặt tại sự kiện và khiến cho hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm nổ súng bắn ông Trump là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã bị nhân viên mật vụ Mỹ bắn hạ. Trong khi đó, hồi đầu tuần, ông Vance, 39 tuổi, đã được ông Trump tuyên bố chọn làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cũng trong tuần này, Sở Mật vụ Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông ở Florida có tên Jason Patrick Onday, trước cáo buộc đưa ra lời đe dọa đối với Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ để đấu với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Theo hãng tin BBC và The Guardian, Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, cho biết trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X rằng ông sẽ tiếp tục giữ vai trò tổng thống và tổng tư lệnh cho tới khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Ông Biden không xuất hiện trước công chúng kể từ khi mắc Covid-19 vào tuần trước và đang tự cách ly tại nhà riêng ở Delaware. Tổng thống Joe Biden cho biết, mặc dù có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng vì lợi ích lớn nhất của đảng và đất nước, tôi quyết định rút khỏi cuộc đua và chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Jamie Harrison cho biết, người dân Mỹ sẽ sớm nhận được thông tin từ đảng về các bước tiếp theo và lộ trình cho quá trình đề cử. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ một tổng thống đương nhiệm của Mỹ từ bỏ đề cử của đảng mình. Vì sao ông Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử? Ông Biden quyết định rút lui trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng là tới cuộc bầu cử tổng thống và sau nhiều tuần chịu sức ép từ các đảng viên dân chủ, những lời kêu gọi tổng thống rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng ngày càng tăng sau khi ông có màn tranh luận lép vế trước cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào ngày 27 tháng 6. 36 nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Quốc hội đã bày tỏ lo ngại rằng ông Biden không chỉ khiến đảng thua trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, mà còn làm đảng này mất cơ hội kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện vào năm tới. Điều đó khiến đảng Dân Chủ không nắm được quyền lực thực sự nào ở Washington. Theo một nguồn tin nắm được vấn đề, Tổng thống Biden đã thay đổi quyết định vào phút chót. Tối ngày 19 tháng 7, ông còn tuyên bố với các đồng minh về việc sẽ tiếp tục tái tranh cử. Xong tới chiều ngày 20 tháng 7, lại thay đổi suy nghĩ và công bố lá thư quyết định rút lui trên mạng xã hội trong vài phút. Người thay thế Trong thư, người đứng đầu nước Mỹ cảm ơn Phó tướng Kamala Harris rồi sau đó tán thành bà là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden cho biết, ông có ý định phát biểu trước toàn thể nước Mỹ chi tiết hơn vào cuối tuần. Hỡi các đảng viên Dân Chủ, tôi đã quyết định không nhận đề cử và tập trung toàn lực vào nhiệm vụ Tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng vào năm 2020 là chọn Kamala Harris làm người thay thế, ứng viên phó tổng thống, và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn của mình để bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng chúng ta, đảng Dân Chủ. Đã đến lúc đoàn kết lại và đánh bại Trump, làm thôi nào? Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử của đảng. Trong năm qua, tôi đã đi khắp đất nước, nói chuyện với người Mỹ về sự lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử quan trọng này và đó là điều tôi sẽ tiếp tục làm trong những ngày và tuần tới. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại Donald Trump và chương trình nghị sự dự án 2025 cực đoan của ông ta. Chúng ta còn 107 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu và cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng tại sự kiện gây quỹ tái tranh cử của tổng thống joe biden ở bang massachusetts mỹ phó tổng thống mỹ kamala harris nói chúng tôi sẽ thắng cuộc bầu cử này mọi việc sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi là một đội chúng tôi hiểu rằng bất cứ điều gì đáng giá đều đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định nỗ lực tái tranh cử của tổng thống Joe Biden tại buổi gây quỹ ở bang Massachusetts bất chấp sức ép liên tục từ nhiều thành viên Đảng Dân chủ và các nhà tài trợ lớn muốn ông dừng cuộc đua. Dù ám chỉ những rối loạn xung quanh việc tái tranh cử của tổng thống Biden kể từ màn tranh luận gây thất vọng tháng trước, bà Harris không nhắc đến những lời kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua bầu cử vào tháng 11 tới. Cuộc gây quỹ thu hút khoảng 1.000 người tham gia, trong đó có những người nổi tiếng và ca sĩ như Jennifer Coolidge, Billy Porter và Darren Criss, quyên góp được hơn 2 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trợ lý hàng đầu tuyên bố ông sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử Tổng thống để đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump, bất chấp việc các nhà tài trợ lớn gửi tín hiệu rằng họ không sẵn lòng mở hầu bao nếu Vị tổng thống 81 tuổi không rút lui. Cuộc khủng hoảng niềm tin vào khả năng giành chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử cuối năm 2024 đưa bà Harris trở thành tâm điểm, bà có khả năng cao nhất sẽ trở thành người thay thế nếu ông Biden rút. Theo ba người gây quỹ của Đảng Dân chủ, các sự kiện gây quỹ của bà Harris được nhiều nhà tài trợ quan tâm hơn, họ báo hiệu sẵn sàng hợp tác với nỗ lực tiềm năng của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tại sự kiện ngày 20 tháng 7, bà Harris chỉ trích chủ nghĩa cực đoan và thiếu khoan dung mà bà cho rằng đang thể hiện trong tầm nhìn của ông Trump về nước Mỹ. Bà Harris nói, ngay bây giờ, ở đất nước chúng ta, những quyền tự do đó đang bị tấn công toàn diện. Những người theo chủ nghĩa thưởng tôn da trắng đã xuất hiện tại các sự kiện tôn vinh sự đa dạng và mang theo vũ khí. Chúng ta thấy những kẻ cực đoan thổi bùng ngọn lửa, căm thù và kỳ thị những người đồng tính để đạt được lợi ích chính trị mặc dù ngày càng có nhiều đồn đoán rằng bà harris có thể sớm thay thế ông biden làm ứng cử viên của đảng dân chủ phó tổng thống mỹ kamala harris vẫn thể hiện hoàn toàn ủng hộ việc ông biden tiếp tục cuộc đua một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng APNOAC cho thấy, trong số 10 thành viên đảng Dân Chủ được hỏi thì 6 người cho rằng bà Kamala Harris sẽ làm tốt nếu trở thành ứng viên tổng thống. Hai trong 10 người không tin vào điều đó và hai người khác nói rằng họ không am hiểu vấn đề đủ nhiều để đưa ra nhận định. Anvin Tillery, giám đốc một trung tâm nghiên cứu tại Đại học Northwestern, đồng thời là nhà thăm dò dư luận cho Đảng Dân Chủ, cho rằng bà Harris là ứng cử viên có tên tuổi nhất có thể cạnh tranh với ông Trump. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!